bào. Kem. Anh ở đâu tới anh? Thứ bảy sáng chủ nhật luôn. Thứ bảy sáng nhật kem mày tự làm hả? Tự làm nghe bà con. Trời ơi bác em bị kem kìa. Bán em bị kem đi. Thứ bảy sáng chủ nhật. Bán nhiêu năm rồi? Chín trăm mấy gần 10 năm. Chín trăm mấy gần 10 năm. Ngày bán được nhiêu anh? 60 ký kem là được bao nhiêu? 60 ký à? 60 ký là mình sẽ được bao nhiêu ký kem? Không biết giờ đâu được. Nghe tự lý tiền được đi ra ngoài. Cảm ơn, chia tay luôn.